Chào mừng cô chú anh chị đến với kênh Ngọc Ngân Bánh Tè. Hôm nay con xin giới thiệu với cô chú anh chị một cái dòng tắc mà ở Việt Nam mình gọi tắc, nhưng mà ở những cái nước miền Bắc, miền Trung, miền Nam thì mà mỗi miền còn có những cái tên gọi khác nhau. Đây, mấy hạt chữ là cô chú anh chị. Đào Đài Loan. Đào Đài Loan. Không mà mấy cái dòng này nó chua lắm. Dạ không, cái dòng này bên con giới thiệu đặc biệt ở đây, nhìn cái hình nữa chú anh chị. Cái mẫu trái gần như hình luôn chú anh chị. Sao nó tròn mà không biết nó có tròn gì không nữa. Dạ, chị thấy mấy cái trái mà tắc ngọt á, dại dại chua gần chết. Dạ không cô chú anh chị, đây minh chứng của con mới bẻ vô đây. Đây. Ủa trái gì nhỏ xíu vậy hả? Nó chua có lớn, tại vì hôm nay có chị với con ở nhà con test luôn chú anh chị. Với mà sao nó xanh vậy, thôi chua lắm. Không có chua đâu, để con test. Ủa vậy là nó ngọt từ lúc còn xanh luôn. Đúng rồi. Còn khi chín nó vẫn vàng. Chín nó vẫn vàng tươi, rất là trọng quý phái luôn chị. Rồi. Thì tắc thì mình Việt Nam mình gọi là cái hạnh luôn vậy, trong từ hạnh phúc. Ừ. Là chưng trong một năm là tràn đầy hạnh phúc của chú chị. Tại giống như tụi con hay quen miệng gọi tắc á, chứ gọi cây hạnh là giống như miền Bắc gọi cây hạnh. Tên phổ thông á. Ờ. Đúng rồi. Quất tắc. Quất. Quất. Đúng rồi, quất. Không phải quất. Quất là cái quất khác, quất à. Ừ. Cực kỳ luôn. Học có học lớp 1 không? Chưa cấp. Đây chị cao cây đi. Thì bên con ghép gốc chanh của chú chị, chanh bông tím. Ưu điểm của bạn này thì nuôi bộ ghép rất khéo, như thứ hai nó bộ rễ nó cực kỳ phát triển mạnh. Dạ. Đây là tính từ mặt ghép lên đây, quay cho chú chị coi. Ủa rồi mới mốt mấy cái tuột này ở lên ở dưới mặt ghép là phải làm sao ta? Của chú chị cái mạnh dạng lược bỏ giùm con, để cho nó nuôi cái bộ tên. Giống như cái tuột này nè quý cô chú anh chị ơi. Nè, con nhà của chú chị lược bỏ giùm con. Nhớ lại bỏ nha. Đó. Tính từ đây nè quý cô chị lên thì mình để. Ừ. Dạ. Với cái lá nó khác nè quý cô chú anh chị. Nó có nó hơi bạc bạc nè, thấy không? Ừ. Okay. Cái lá nó hơi bạc bạc nha. Đó. Quý cô chị tính từ mới kép đi lên thì con bao luôn quý cô chị là có 30. Dạ. Cây đang có trái nhỏ luôn. Đang có trái nhỏ cho quý cô chị về dưỡng thời gian luôn. Rồi mình thấy mặt trái luôn, mình test thử luôn, có đúng đúng không? Và về đặc biệt lưu ý nữa thì cô chú anh chị để 1-2 trái giùm con thôi nha, để cho nó mình dạng bỏ tái, cho nó xịt cái những cái bộ tàn ra, chèo ra, còn cho nó sung hơn, tàn bự hơn thì nó sẽ tạo cho tái mình nhiều hơn. Đó là những điều lưu ý bên con. Vậy đây, còn con sẽ test thử cũng luôn đi con. Những tên đồ lông đao. Đây. Số dao lục dưới tệ. Dao này bén nhất nhà rồi đó. Đây. Ủa tắc này nó không có nước hả ta? Đây, mình chứng này của chú chị. Wow. Đây, nó có một hạt bự và những hạt lép. Cái này nó không có muối muối như tắc của mình ha. Đúng rồi, nó không có nước luôn của chú chị, nó gần như khô luôn. Ý là cái tá này chưa chín luôn chú chị. Nè, hạt này gần như lép. Nè. Cái có hạt thể... này khi chín nó sẽ mất hạt luôn. Đúng rồi, nó có thể là gần như lép luôn. Nè, nó còn được một hạt bự thôi. Nó công tâm cho chú chị coi luôn. Nó. Còn những bạn khác thì sẽ lép nó. Rồi hai chị em mình giờ đưa miếng ăn thử đặng nói lên cảm nhận cho quý cô chú đây, chị cho nha. Cho chị miếng bự đi. Thôi chị em chua lắm, chị ăn miếng nhỏ thôi. Chị ăn bự ấy. Chua rồi sao? Để ăn đi. Trước đi. Đừng dụ chị nha. Ăn được cái vỏ luôn chứ chị. Ăn được cái vỏ luôn. Chua dữ không? Chị thử đi. Chua quá. Ủa chua vậy, ăn dữ vậy má. Chua quá. Trời nó chứa xuất sắc nè quý cô chú anh chị. Nó không có nước luôn quý cô chú. Ăn cực kỳ giòn ngon. Ừ. Đáng để cho bạn chồng mình sưu tầm luôn quý cô chú anh chị. Không, nếu mà ai thích ăn giòn hết thích ăn dày trước. Chứ nếu mà chín chị nghĩ chắc nó mềm. Chín không mềm luôn. Giòn giòn như đáng sưu tầm thiệt chứ. Ngon. Thiệt ngon. Và đặc biệt đó quý cô chị, ứng dụng của nó đầu tiên cỡ đến là để mình trưng cho những bé nhỏ luôn chị, cực kỳ luôn. Ừ. Đúng không chị? Ừ. Nó có vị the nhưng mà nó không có đắng. Ừ. Thành ra những bé nhỏ thì rất là nhạy cảm với vị đắng và the. Ừ. Ưu điểm đặc biệt đó. Rất là ngon luôn quý cô chú anh chị ơi. Thường đa phần đó những cái tái tắc nhỏ đó, mình ta trưng, ta trưng lặng mình tị ho cho bé thôi. Cực kỳ. Rất tốt sức khỏe tự nhiên. Ừ. Ăn đó. Không, cái này quá xuất sắc luôn á. Đúng rồi. Hoàn toàn tự nhiên. Ừ. Chị không ăn hết tái luôn kìa của chú chị ơi. Ừ. Nhưng mà ngoài vỏ nó vẫn còn the nhẹ. Đúng rồi, the nhẹ. Rất là ngon. Đúng rồi. Mà nó không đắng. Không đắng. Chị thấy đắng là cực kỳ luôn.
có ý, ý là ý là mình đó mình ăn cái gọi là nôm na là xoay sống, xoay sống, xoay sống hay như vậy chưa dính nha. Ráng lên cho tầm đúa ngon ngon, phải ít nhất phải xu tầm một cây thật sự luôn á. Nó thiệt luôn quý chú anh chị, không phải con bán mà con nói dốc. Con nói thiệt, giờ quý chú anh chị mua tầm đi cũng chứ gì biết. À, nói chung là những cái khách hàng thân thiết của mình là mỗi người ít nhất một cây rồi đó. Rồi, những cái khách mà bên con là gọi là năm nay là những cái fan của con quý chị. Gọi là fan, cứ đăng cây gì mới là quý cô chú anh chị mua. Cứ đăng cây gì mới là bay vô là hốt liền quý chú anh chị. Hốt liền luôn. Dạ. À. Tiền bạc gì tính sao? Con nói thiệt. Nó những cái fan của bên con đó. Tại vì mua một cây, bán một cây của quý anh chị, tiền bạc không quan trọng, mà quan trọng là theo như ý muốn của mình đó. Ví dụ như rẻ hơn, ham rẻ hơn, mua cái cây về tàu lao bên không mà của chú anh chị có thích không nó, rồi quay lại đó, quay lại rồi nó này nó kia đó. Bên con thì nói chung là giá là không rẻ luôn quý anh chị. Nói thiệt. Cái đó nói thiệt luôn á. Tại vì tại... con cũng có nhượng quyền lại quý anh chị. À, cái thứ nhất là tụi con bán không phải là nói riêng tụi con, nhưng mà ý là nói không phải là nói là cửa hàng, chỉ cửa hàng con mới đúng giống, nhưng mà ý tụi con nói là lúc nào từng cây từng loại khi mà tụi con cung cấp á là đều chuẩn giống nè. Cái thứ nhất, và cái thứ hai là tụi con đi á là tụi con để đảm bảo cây an toàn 100% á, do đó là 100% là tụi con sẽ đóng thùng xốp luôn, do đó là phí ship nó hơi cao nên là nhiều khi dạ nên nhiều khi có thể là giá nó sẽ cao hơn một vài chỗ khác. Nhưng mà có chị được rất là nhiều khách phản hồi á, bớt anh đi, bớt chú đi, bớt chị đi, cái nói thôi giờ chỗ nào giá nó công khai, chỗ nào cũng được cây được giá thì chọn cái nó, nhưng mà anh thích chỗ em, thích chỗ em cái là đóng thùng xốp nó an toàn anh chịu. Đúng rồi, tại vì đa phần của chú chị biết không, những cái cây tắc này đi mà con quấn cái kiểu mà quấn như quấn giấy vậy của chú chị, đặt lên cái sọc mà gửi cho chú chị giờ cũng chứ mở ra không dám nhìn cây luôn. Và thứ nhất thứ hai là hiện tượng là quý anh chị biết rồi đó, đâu phải mà người, những người vận chuyển đó, người ta nâng niu đâu, người ta sẽ hiện tượng gọi là người ta quăng lắm, quăng ném đâu, nó là chứng thử hiện tượng không có đánh khỏi, không nói thiệt. Nhưng do đó thì nó ổn định hơn, có chú anh chị hình dung là nó da chậm đi nữa thì nó cũng rất là hạn chế. Bên con là chạy theo hàng mới, chạy theo giống mới, rồi nó phù hợp với Việt Nam. Con test thử rồi, đúng rồi, cung cấp cho quý anh chị. Dạ. Và cây tới quý cô chú anh chị phải an toàn, phải sống thì để cho quý cô chú anh chị trồng thì nó mới phát triển và nó mới có trái được, chứ tụi con thì không có chạy theo rẻ nha quý cô chú anh chị. Đúng rồi, sự thật là bên con không có bán mà rẻ như thị trường nha. Dạ. Ví dụ người ta đang bán 150 con bán 50 là con không có luôn. Dạ, muốn có giá hời bên con là không có rồi. Dạ. Nhưng mà muốn hàng chuẩn giống nè, giống chất lượng thì cây phát triển là liên hệ bên con. Dạ. Đó, để con hợp tình. Cái gì cũng vậy, tiền nào của đó của chú anh chị, dạ đừng có ham rẻ. Ví dụ như con chú chị thấy rồi đó, những cái đồ mà gần hết hạn người ta mới xả ra thôi, mình còn là đâu có cần gì xả hàng của chú anh chị. Nhưng mà hôm nay nhiều quý cô chú anh chị cứ chụp coi giùm chị, coi giùm anh, coi cây này cây gì. Đúng á. Đúng rồi, mà mua toàn con thấy gì đâu không của chú anh chị, ham rẻ mua hai, con là cái gì đâu. Hai chị em con không biết cây gì, tại vì cái lý do là nó ở miền ngoài, do đó là em con nó phải hỏi mấy anh chị ở miền ngoài. Những anh chị ở ngoài của chú anh chị con mới hỏi mới biết. Chứ tụi con cũng không biết cây gì nữa, tại vì mấy cây miền ngoài á. Thì đa phần á, cây giống thì xuất xứ là ở miền Nam, nó là trung tâm cây giống quốc gia luôn, ở trên đất con nữa. Mà miễn mà cái cây nào bên con không cung cấp á, thì đa phần là những gánh ở bên miền ngoài. Mà bên miền ngoài thì đa phần là người ta có cái những cái cây gừng thôi, chứ thật đâu có cái cây giống nhiều của chú anh chị. Đó, những điều lưu ý, đa phần là những anh chị bên miền ngoài thì nhập trực tiếp từ Trung Quốc về, còn không là quá cảnh ở đó, cũng ở Đài Loan, cũng về Trung Quốc của chú anh chị. Đó là những cái điều lưu ý bên con. Mà đa phần là những cái cây ở bên mảng bên ngoài á, thì đa phần là nó chịu lạnh, là nó chịu khí hậu mà hôm nay là nó hơi lạnh xíu, nó mới mà về miền Nam mình chắc chắn với chị là không có ra hoa quả. Đó là những điều ý. Dạ. Những cái gì gọi là hôm nay là những cái đặc tính của vùng miền á. Dạ. Hơi bị lạc đề hả? Không lạc, thì mình chia sẻ thêm một xíu thôi. Thêm cho quý anh chị biết cái thông tin. Dạ. Muốn chuẩn thì liên hệ bên con. Dạ đúng rồi, rẻ thì không có. Rẻ thì dạ đúng con, rồi. Xin lỗi con, bên con không cung cấp được. Tại vì á nói chung con biết giá thị trường, mà khi mà giá mà con báo cho quý cô chú anh chị á là giá mà tụi con xuất bán, thì nếu mà quý cô chú anh chị thấy cây hợp lý rồi giá cả thì ok, thì quý cô chú anh chị sẽ chốt nha. Chứ tụi con nói giá nào là chắc giá đó, tại vì có nhiều quý cô chú anh chị nói trời ơi, bán giá buôn bán gì mà chắc chưa, tại tính tụi con thật thà quen rồi, giống như là nói giá đó là bán giá đó luôn, chứ không phải là nói rồi đợi cho quý cô chú
chú anh trả giá, không có thách thức gì hết. Con nói tâm mà tự nhiên chú anh chị bớt sách đồ, tốn thời gian cho nhau lắm. Dạ đúng rồi, nên tụi con là cứ nói giá nào là chốt giá đó, thấy hợp lý, thấy hợp cây hợp giá thì quý cô chú anh chị ủng hộ tụi con nha. Ví dụ như cô chú chị mua 1-2 cây á. Dạ đúng. Chị con á thì có thể không bao phí, mà tính này cái phí thụng nhiêu là bán của chú chị, nhưng mà của chú anh chị mua nhiều thì chị con sẵn sàng bao phí cho của chú anh chị. Dạ, dạ dạ, đặc biệt là khách quen á là con luôn tự bớt à, chứ khỏi đợi cho quý cô chú anh chị phải lên tiếng cái nữa. Cái cũng vậy đó, của chú anh chị mua nhiều một cửa hàng thì sẽ được những gọi là những đặc cấp đặc ơn, là gọi là năm nay là cũng như là VIP của chú anh chị. Dạ, ví dụ như cô chú anh chị mua siêu thị hoặc bất kể chỗ nào đi, của chú anh chị có hay những cái tích hàng tích điểm của chú anh chị, thành ra người ta sẽ được những cái giá hời hơn. Đó, những cô chú anh chị là một lần mua rồi chạy chỗ này chỗ nọ thì chắc chắn chú anh chị là sẽ giá sẽ cao hơn, đó những điều bình thường. Dạ, còn bên con là vậy đó, con như khách tại vì con lưu tất cả những cái đơn hàng luôn. Đúng rồi, chị con bả lưu tới rất là cỡ mười mấy năm rồi của chú anh chị, còn lưu hết. Đó, thành ra những cái khách từ khách mới hay là đồ biết, là khách cũ là biết liền. Có hôm trước cái điện thoại con bị hư mấy lần thì nó bị mất số điện thoại, nhưng mà khi quý cô chú anh chị đọc con thấy số điện thoại là con tra trên hệ thống thì nó vẫn còn. Dạ đúng rồi. Hả? Chú anh chị cứ yên tâm. Dạ. Thì mua hàng thì một nơi một chỗ thì có uy tín, thứ nhất, thứ hai nữa là sau này mình mua được dễ mua thì những cái mặt hàng giá hời hơn. Nhưng mà ví dụ như có những cái dòng mới là không phải số lượng nhiều đúng quý cô chú anh chị, nó có số ít thì lúc nào con cũng sẽ ưu tiên những cái khách hàng thân thiết. Như Sigo Đài Loan đó chú anh chị, con ga nhiều không đủ cung cấp là phải hẹn lịch đó, là sự thật. Tại vì bên con là trực tiếp sản xuất được ga chứ không có mà gọi là nôm na là thương mại, thành ra Hồng Quân Đài Loan. Hồng Quân. Hồi nãy. Luôn. Sorry. À, hồi nãy em nãy em nói Siro. Ừ, đó. Những điều lưu ý bên con nha chú anh chị. Dạ. Cây rất đàng hoa tái luôn chị hết. Đàng hoa tái luôn. Rồi dạ. Video chắc cũng khá là dài rồi đó. Con ngày nay buổi tối này con có thời gian con chia sẻ tâm tình với quý anh chị, những cái fan ủng hộ bên con chân thành cảm ơn những cái fan. Rồi những anh chị luôn theo dõi bên con xin thích độc lạ, nhưng xin chân thành cảm ơn ạ. À.